Nước mắt Mường Pồn sau lũ quét lịch sử, công ty Hoàng gia Yên Bái tiếp tục vi phạm, cháy tại nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa đã bị đình chỉ là một số tin tức nổi bật ngày 30 tháng 7. Sau gần một tuần xảy ra lũ quét tại xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên, những dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi mỗi khi tìm thêm được một thi thể. Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 7 tại xã biên giới Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã khiến 7 người chết và mất tích. Nhiều gia đình đã mất đi những người thân yêu nhất. Trong những ngày này, những tiếng khóc than, chua xót nỉ non ở khắp xã nghèo. Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng gia Yên Bái về hành vi đưa 3 nhà xưởng vào hoạt động khi chưa có giấy phép chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy. Ngoài bị xử phạt số tiền 90 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng gia Yên Bái còn bị đình chỉ hoạt động đối với 3 nhà xưởng nêu trên. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng gia Yên Bái liên tục bị tố nợ lương, quỵt lương của người lao động. Vào làm tại công ty này, người lao động phải chấp nhận 4-0. Không hợp đồng lao động, không quyền lợi bảo hiểm, không nhà ăn, không thưởng chỉ phạt, thúc ép làm quá giờ trong môi trường nặng nhọc nhưng lại nợ lương để ràng buộc. Ngày 30 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Phục, Chủ tịch UBND xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình cho biết, trong đêm qua 29 tháng 7, một nhà xưởng trên địa bàn xã Mông Hóa đã xảy ra cháy. Theo đó, đám cháy bùng phát vào lúc hơn 21 giờ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Diễn. Doanh nghiệp này đã thuê lại một phần hạ tầng của công ty trách nhiệm hữu hạn PNP và chuyên sản xuất bao bì có diện tích nhà xưởng khoảng gần 2.000m2. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để khống chế đám cháy. Khoảng 2 giờ sáng nay, đám cháy mới được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản hiện đang được thống kê. Được biết, tháng 12 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn PNP, doanh nghiệp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Diễn thuê lại hạ tầng đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình xử phạt vi phạm hành chính do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đến ngày 9 tháng 1 năm 2023, công ty bị Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đình chỉ hoạt động cho đến nay.